Hi, xin chào, chúng ta lại gặp nhau. Trong video này, Copley sẽ nói đến một con drone đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm của mọi người, đó chính là DJI Mavic 3 Pro. Có thể nói DJI là một cái hãng mà người ta rất là biết cách để lấy tiền của người tiêu dùng. Nói chuyện về drone không flycam á, thì hầu như là mỗi năm họ đều ra rất là nhiều phiên bản khác nhau. Năm ngoái mình thấy họ tập trung vô cái dòng là Mini 3, rồi sau đó là Mavic 3, Mavic 3 Classic, và bây giờ là 3 Pro. Và theo dự đoán của mình thì có thể trong năm nay tiếp tục là dòng E, họ sẽ ra những cái phiên bản mới. Đó chỉ là dự đoán của mình thôi, cũng không biết như thế nào. Ok, còn trong video này thì mình sẽ tập trung nói về cái con DJI Mavic 3 Pro. Nhưng mà điều đầu tiên thì mình sẽ kiểm tra coi cái giá bán của nó như thế nào so với Mavic 3 nhé. Bây giờ mình sẽ vô website của flycampro.vn để kiểm tra giá. Mavic 3 Pro có giá là 63.690.000, còn Mavic 3 thì làm tròn là 60.000. Không có chênh lệch giá nhiều lắm, bởi vì cái cần điều khiển của Mavic 3 Pro nó có cái màn hình, còn Mavic 3 thì phải gắn điện thoại vô. Nói chung cân qua cân lại thì mình thấy là giá nó chỉ chênh lệch một tí xíu thôi. Về giá cả là như vậy, nhưng về tính năng, về hiệu suất nó như thế nào thì trong video này mình sẽ phân tích kỹ hơn cái chuyện đó. Nhưng mà chỉ quanh quẩn rào lại trong cái chuyện là quay phim chụp hình thôi. Mavic 3 Classic, Mavic 3, Mavic 3 Pro thực sự là một cái kiểu anh em với nhau thôi. Nó chỉ khác biệt là sẽ có thêm những cái camera khác nhau. Ví dụ như là 3 Classic thì chỉ có một camera chính, còn mà Mavic 3 thì nó có thêm một camera là 7x. Còn 3 Pro này á, nó thêm một camera nữa, đó chính là 3x. Và chắc chắn là các bạn cũng đang rất là quan tâm là cái camera chính 3x nó sẽ như thế nào. Còn những cái cụm camera trước thì các bạn có thể coi lại những cái video review trước đây của Cộng Đình, thì cho nó cũng không có gì khác biệt cả. Nói về cái chuyện mà camera tele á, hồi mà Mavic 3 mới ra á, thì camera 7x của Mavic 3 thực sự là rất là tệ luôn. Trong video review của mình thì các bạn có thể thấy được. Nhưng mà sau đó một thời gian á, thì DJI update cái firmware lên, và mình nhận thấy là camera 7x của Mavic 3 thực sự là lợi hại. Và những cái chuyến đi du lịch của mình á, mình bắt đầu có thói quen quay camera 7x, camera tele nhiều hơn, bởi vì nó cho được một cái góc nhìn cực kỳ cine, giống như là chưa bao giờ mình có được những cái cảnh quay như vậy. Trở lại Mavic 3 Pro á, mình rất là được quan tâm đó chính là camera 3x. Nó là tiêu cự là khoảng 70. Nó như thế nào, và mình đã quay thử những cái shot quay về camera 3x cho các bạn coi luôn. Sau khi quay và mình kiểm tra lại cái footage ấy, thì mình thực sự ấn tượng với cái chất lượng đem lại từ camera 3x này. Với cái chất lượng như thế này thì chắc chắn là nó đã dư yêu cầu để đi quay job, để tạo công ăn việc làm từ cái camera 3x này. Nếu mà quay du lịch thì nó quá dư luôn. Mình nhận thấy là với tiêu cự 70 á, 3x á, thì nó vừa phải này. Ví dụ quay những cái cảnh ở thành phố thì nó vừa vặn vô một cái khung hình luôn, góc nhìn nó cũng lạ hơn. Trước đây mình đã quay cảnh Sài Gòn rất là nhiều, nhưng mà lần này mình quay bằng cái camera là 3x á, trong Sài Gòn cũng khá là lạ mắt. Mọi thứ nó vừa vặn vô khung hình luôn. Camera này á, nó sinh ra để quay những cái cảnh thành phố giống như thế này. Một điều đặc biệt nữa là camera 3X này có khả năng quay cả Hyperlapse nữa. Trước khi tiếp tục nói về cụm camera của Mavic 3 Pro thì mình sẽ nói thêm một xíu về ngoại hình của cái control này. Thực sự mà khi đặt chung với Mavic 3 thì Mavic 3 Pro hai đứa nhìn y chang như nhau thôi. Nó chỉ có sự khác biệt dễ dàng nhận thấy, đó chính là cái cụm gimbal gồm 3 camera của Mavic 3 Pro thì nhìn nó có vẻ hầm hố, nó ngầu hơn. Còn lại thì nhìn y chang luôn, màu sắc, thiết kế, bộ cánh, pin, thậm chí là cả cái khay thẻ nhớ rất là khó rút cái thẻ nhớ ra. Và lần này DJI vẫn quyết định giữ cái sự khó khăn khi mà rút cái thẻ nhớ ra. Khi cái càng của bộ cánh á, nó có thêm một cái đệm ở dưới đây, có nghĩa là khi mình gấp ra gấp vô á, thì cái phần càng này nó chạm vào cái thân của máy bay á, thì nó sẽ êm hơn này, nó sẽ không bị chảy. Trên Mavic 3 thì không có. Và các bạn có thể thấy là cái thân Mavic 3 của mình á, nó sẽ bị chảy một xíu khi mà cái càng mình gấp ra gấp vô. Thì đây chính là một cái điểm họ đã sửa về phần thiết kế của
Mavic 3 Pro. Có nghĩa là DJI cũng khá là tinh tế để cố gắng cái sản phẩm của họ càng ngày càng hoàn thiện hơn. Rồi bây giờ mình sẽ nói về camera 7X với tiêu cự là 166, khẩu độ là 3.5. Mình nhận thấy là trong cái điều kiện mà thời tiết tốt, ánh sáng đẹp thì nó sẽ rất là lợi hại luôn. Tiêu cự 7X này nó đem lại những cái cú máy hoặc là những cái góc nhìn đó, nó hoàn toàn mới lạ. Điều đặc biệt là nó sẽ tập trung vô một cái chủ thể nào đó. Nó giúp cho cái con drone Mavic 3 Pro này sẽ có được toàn trung cảnh trong một cái cụm camera. Và chắc chắn rồi, camera chính của Mavic 3 Pro này với tiêu cự là 24, khẩu 2.8 vẫn là một cái đẳng cấp gì đó. Nó quay được 5K mode 50 frame. Những cái đoạn clip quay từ camera chính này luôn đem lại một cái gì đó nó sắc nét, chất lượng cao, nhiều chi tiết. Nói chung, Mavic 3 Pro vẫn là một cái đẳng cấp gì đó so với những cái dòng camera khác kiểu như là Mavic Air hoặc là Mavic Mini. Ủa tự nhiên so sánh dòng Mavic 3 mà với những cái dòng thấp hơn như kia thì thấy cũng có vẻ hơi kỳ. Mình cũng sẽ so sánh một lúc ba cái camera trên một cái khung hình này để cho các bạn thấy cái toàn trung cảnh như thế nào hoặc là cái sự sắc nét, màu sắc của ba cái camera này khi đứng chung với nhau nó sẽ như thế nào. Nói chung là để so sánh cái độ xa gần thôi, như vậy cho nó dễ ha, cho nó đơn giản. Và quay phim thì tất nhiên mình sẽ chụp những cái tấm hình từ ba cái camera này cho các bạn tham khảo luôn. DJI Mavic 3 Pro có một cái profile mới, đó chính là chế độ màu D-Log 10bit M. Đây là một cái màu mới ha, nó ghi lại đến 1 tỷ màu. Và mình cảm giác là khi chỉnh màu color grading nó dễ hơn là màu D-Log. Trước đây màu D-Log sẽ mất khá là nhiều thời gian để chỉnh sửa các kiểu kéo màu này nọ. Nhưng mà với cái D-Log M này thì mình thả nhẹ một cái lớp màu và sau đó mình kéo sáng tối hoặc là nóng lạnh, như vậy là xong luôn. Nói chung là đây là một cái profile thì mình cũng khi nghiên cứu một thời gian ngắn thôi, mình cũng có cảm giác là có cảm tình với cái profile này. Thì mình đã thử so sánh giữa màu standard là màu HLG, màu D-Log M và màu D-Log, thì mình thấy là mình thích cái màu D-Log M hơn. Mình cũng kiểm tra thử quay đêm của Mavic 3 Pro nó như thế nào. Đầu tiên là mình kiểm tra cái camera 3X và mình nhận thấy là quay ban tối á, nó khá là ổn. Ở Sài Gòn á, khu vực trung tâm quận nhất là sáng nhất, lung linh nhất, nên lúc nào mà quay những cái cảnh buổi tối á, thì mình đều quay ở khu vực này cả. Và mình đã thử đẩy ISO lên đến 1600, nhưng mà mọi thứ cũng khá là trong trẻo và ít noise. Với camera 7X thì thực sự nó sẽ không có chất lượng bằng. Mình cảm giác như là nó không được rõ nét, cái màu nó mờ mà còn lem nữa ở cái ISO là 1600. Còn với cái camera chính thì ISO 1600 vẫn rất là tốt luôn. Bây giờ thì mình sẽ nói thêm một số thông tin khác về con DJI Mavic 3 Pro này. Thì nó được trang bị 8 cảm biến vượt chướng ngại vật đa hướng cùng công cụ tính toán tầm nhìn hiệu suất, giúp cho nó có thể cảm nhận được các vật cản trên đường bay và né chúng một cách an toàn. Chế độ Return Home nó sẽ được nâng cao hơn. DJI đã cải thiện được cái tính năng này và giúp cho Mavic 3 Pro có thể tự động xác định được là cái tuyến đường nào mà tuyến đường ngắn nhất mà tối ưu nhất và an toàn nhất để nó quay trở về. Và một cái điểm cuối cùng đó chính là ai nên mua, nên sở hữu cái con DJI Mavic 3 Pro này. Theo mình nghĩ là những cái anh em mà làm nghề mà cần những cái chất lượng tốt á, cái dòng Mavic 3 Classic là cũng đủ rồi. Nếu mà muốn có thêm góc nhìn tele á,
thì trang bị thêm Mavic 3. Nhưng mà mình đã nói ở trong đầu video thì cái giá bán của Mavic 3 và Mavic 3 Pro thực sự cũng không có chênh lệch gì nhiều, nên nếu mà các bạn có yêu thích cái chuyện mà góc nhìn toàn trung cận, hoặc là các bạn có thể thích cái camera 3x như là những cái đoạn clip mình đã chiếu trong cái video này ấy, thì các bạn có thể sử dụng, nâng cấp, mua một cái con DJI Mavic 3 Pro này để phục vụ cho công việc. Còn những bạn làm content, quay du lịch, quay đời sống kiểu như Cọc Đinh á, nói chung là nếu mà xài Mavic 3 Pro thì quá là dư luôn, quá là tuyệt vời, nói chung không có gì bàn cãi nữa. Ok, như vậy nhé. Đó là những thông tin mà Cọc Đinh muốn chia sẻ với các bạn. Nó chỉ liên quan đến cái chuyện về camera, về chụp hình, về những cái công việc mà Cọc Đinh đang làm. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Bye.